vào điểm tham quan đầu tiên trong buổi chúng ta trong sáng hôm nay, đấy chính là lăng Khải Định, ngôi lăng của ông vua thứ 12 của triều đình nhà Nguyễn. Là ông thể là vì sao hộ tử lâu đời ở Huế, chùa này được ra đời ở thời Hầu Lê. Bên cạnh của chùa còn có bảo tháp được khánh thành vào ngày 10 tháng 4 năm sản để tổ chức lễ tế và sau đó thì phát cho dân nghèo. Và đồng thời nhà vua cũng vậy, trước ngày lễ tế phải ăn chay nằm đất và tránh xa phụ nữ trong vòng 3 ngày để tâm hồn và thể xác được sạch sẽ hơn. Nhưng đến sang đời vua Bảo Đại là ông vua cuối cùng của triều đình. Năm đời vậy, với 10 năm ở trên ngai vàng, Khải Định đã không làm được gì cho đất nước, chỉ biết xây nay cung bãi biển để lo thỏa mãn cho bản thân cũng. Nhưng rồi nhà vua cũng phải làm những việc như các vị vua tiền nhiệm. Và so với các ngôi lăng khác, từ đức làm trong vòng 3 năm, Minh Mạng làm lâu hơn thì khoảng 3 năm rưỡi, mà ngôi lăng này phải làm tới 11 năm. 11 năm bao nhiêu người, bảy nhiêu sức của là đổ xuống lăng. Và để có tiền lâm lăng thì nhà... Được và trả tiền như thế này, thì không chỉ là những mặt sân sự ở tâm triều đình, mà nhà vua còn phải nhập từ nước ngoài. Cụ thể rằng với sân sự và thủy tinh thì nhà vua cho người đi bằng thuyền sang Trung Quốc, sang Nhật Bản mua lấy. Còn sắc thẻ không có đăng đoan thì thuyền mua từ Pháp sang. Những cái bản sân sự ở trong cung thiên đình được ghép thành cỏ hồ. Mỗi khắc kia là hoa tử thường, hoa mai tử đứng cho mùa xuân, hoa sen mùa hè, cúc mùa thu và điểu thụ mùa đông. Bốn mùa của thấy hoa đổi lá trong mùa thu bao la. Cũng như con người ta không thể thành khỏi được của cuộc đời, sinh lão bệnh tử. Còn đây là nặng của cây ngô đồng, là về cây được đưa từ Trung Quốc sang ở đời vua Minh Mạng. Và tương truyền con chim phượng hoàng phải đổ trên cây ngô đồng để thể hiện sự an lạc thái bình. Khi nhắc về loài cây và con chim phượng hoàng phải có câu rằng, cây ngô đồng mọc ở gò cao ấy chim phượng hoàng. Con thơ của lắc này được làm từ xi măng cổ thể, dạng cổ thương kim, và đặc biệt hiện ngoài cỏ nằm hiện của con rồng. Rồng này là từ trong cái nhà vua Hình Đường bị đồng. Đặc biệt chúng ta không nhìn ở phía trước trận, đến phần là một bức hình cổ long ở vân thủ hạ đẹp. Thời trang sáng kính trang một quà.